một cái nhìn tổng thể về cải cách tự chủ bệnh viện ở các nước đang phát triển, tổng quan hệ thống, hay quá. Đấy. Nhận thức về quá trình thực hiện chính sách ở Pakistan. Đấy, giả sử như là bây giờ nhá, đối với cái nội dung này nhá, giả sử như bạn muốn tìm hiểu về, vẫn về cái nội dung này nhá, mà tôi muốn tìm hiểu về đái tháo đường type 2 này. Để nốt bạn này nhé, xong tôi sẽ tìm một cái nội dung khác của các bạn nhé. À, đúng, bài đái tháo đường type 2 này. Và này, một số yếu tố liên quan đúng không? In elderly này. Đấy. Đái tháo đường type 2 và một số yếu tố liên quan này ở Việt Nam nhé. Việt Nam nhé. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy là khi mà mình đánh xong nhé, thì bao giờ nó cũng có cái phần gợi ý ở phía dưới. Thế thì đôi khi chúng ta có thể sử dụng cái gợi ý này, hoặc là không, mình dừng dùng luôn cái nội dung của chúng ta luôn. Đấy, nội dung tôi đánh vào như thế này nhé. Đấy, thì tôi cho con trỏ chuột vào phía cuối này, tôi enter một cái. Đấy, thì nó sẽ tìm luôn cái nội dung chính này. Đấy. Tức là chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta đấy, chúng ta đưa một số từ khóa vào, sau đó nó sẽ tự nghĩ ra cho chúng ta. Hoặc là không, mình đưa toàn bộ các cái nội dung đấy ra, sau đó thì mình đẩy nó vào và nó yêu cầu nó sẽ tìm kiếm. Đấy, thì nó sẽ ra được các cái nội dung như này đúng không? Và các bài báo này. Đấy. Và các bạn sẽ băn khoăn là gì? Là mình sẽ tìm thấy những bài báo nào mà mới nhất đúng không? Ở đây có bài báo của Việt Nam này, Prevalent of, in middle age woman, cái bài báo này là của cái nhóm tác giả là Trần Quang Bình và Bùi Thị Nhung này, đúng không? Tỷ lệ đái tháo đường. Đấy, tỷ lệ và các nguy cơ đái tháo đường type 2 ở phụ nữ trung niên miền Bắc Việt Nam. Đấy, thì đã có nghiên cứu ở Việt Nam này như này rồi, đúng không? Đấy. Thế thì các bạn có thể lọc nó nhé, ở phía cuối này này. Ở phía cuối này mình có một số cái lọc này, mình có thể lọc nhé, kích vào đây một cái này. Mình lọc theo năm này, đấy, ví dụ như vậy. Đấy, thì những bài báo mà mới nhất này, đúng không? Mới nhất năm 2021 này, 2020 này, đấy thì nó sẽ nổi lên trên. Đấy, thì đấy là mình có thể tìm ra những bài báo mà liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình mà ở Việt Nam, và sau đó mình sắp xếp là những bài báo mới nhất ở Việt Nam này, đúng không? Thì có phải là đây là một cái điều vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể tìm thấy các bài báo để cho chúng ta có thể tham khảo được, đúng không? Hay không anh em ơi? Mọi người làm được không? Làm được không? Làm được không? Ừ, ok. Rồi, thế thì chúng ta nhìn thấy ở đây này. Nhìn thấy ở đây này, nó có một cái là has PDF. Đấy thì mình có thể gạt nó lên. Đấy thì nó sẽ tìm thấy những bài báo mà nó có PDF, nó có, tức là có cái file PDF để mình có thể lấy về được. Đấy. Nó sẽ hiện ra cái chữ PDF đây này. Đấy. Những cái nào PDF nó sẽ hiện ra. Thế thì mình chỉ việc kích vào đây thôi là mình có thể lấy các bài báo này về. Đấy. Và tất nhiên là gì, trong trường hợp mà chúng ta không thể lấy được về bằng cái cách này thì các bạn có thể sử dụng là Sci-Hub, đúng không? Sci-Hub thì tôi đã hướng dẫn rất là nhiều lần rồi. Sci-Hub hướng dẫn rất là nhiều lần rồi thì mình có thể làm được. Và khi mà chúng ta tìm kiếm ở đây này, nó có phần export này. Đấy, mình có thể export cái này ra dạng CSV hoặc là BIB này này để mình đưa vào trong các cái phần mềm mà quản lý trích dẫn đấy, đúng không? Hình như là cái này có thể đưa vào trong, nó có thể đưa vào trong EndNote hoặc là trong trong Zotero Manually đấy, các bạn test thêm nhé. Cái này tôi chưa test nhưng mà tôi hiểu nôm na là như vậy. Này. Filter này, cái phần filter này mình có thể lọc theo theo từ khóa các thứ này, đấy, đại loại như vậy. Rồi, thế thì bây giờ khi mà chúng ta tìm các cái nội dung này rồi, đấy, thì chúng ta lại muốn tìm một cái nội dung khác thì chúng ta lại tiếp tục ở trên này nhé. Và trong từng nội dung này khi mà các bạn kích vào, đấy, tôi sẽ cho cái này nó theo năm này, để xem nó có các bài báo mới này. Bỏ cái PDF này đi nhá, bởi vì đôi khi PDF thì nó sẽ khống chế cái những cái bài báo nào có PDF nó mới hiện lên thôi. Thế thì bây giờ chúng ta phải cho, khi mà chúng ta tìm kiếm thì chúng ta sẽ tìm tìm tổng thể này, kể cả có PDF hoặc là không PDF, bởi vì trong cái hệ thống này nó không có PDF nhưng mà chúng ta dùng những cái thứ khác thì mình có thể tìm được, đúng không? Cái điều quan trọng nhất là mình sẽ tìm ra được cái nội dung mà chúng ta cần tìm kiếm, đúng không? Đấy, thử xem chỗ này sao tự nhiên nó lại, lúc nãy mình vừa tìm thấy có bài 2011 cơ mà, đúng không? 2021 cơ mà. Đấy, đây có bài 2021 này, đúng không?
Đấy, High Incident in Population Monitoring. Đấy, bài này hay quá này. Đấy, kích vào đây, đúng không? Đấy. Đấy, thì cái phần mềm này nó vừa giúp cho chúng ta có thể tìm bài báo này, và hai nữa là giúp cho chúng ta đọc được những cái nội dung cơ bản nhất, chính nhất của cái bài báo đấy này. Giả sử như ở đây nó nói cái phần summary nó là cái gì này, cái thời gian mà họ nghiên cứu là 5 năm này, rồi thì là cái đối tượng nghiên cứu là đối tượng nào này, đấy, và rất là nhiều những thứ khác. Rồi tôi thử một cái nội dung khác nhé. Ví dụ như là có bạn Tươi và nói là thiếu máu ở người suy thận thận nhé. Ừ. Xem nó có không nhé. Để mình vào đây mình dịch này. Đấy thì các bạn làm, bạn nào mà chưa được tôi làm ấy thì làm giống như tôi thôi, vào Google dịch này, sau đó thì dịch ra tiếng Anh này, đúng không? Đây có phải Armenia in people with kidney failure đúng không? Tôi nói tiếng Anh không không chuẩn lắm đó nhá, nên là các bạn thông cảm. Một số anh em mà nói tiếng Anh giỏi thì không nên học lớp này đúng không? Rồi, đấy, thấy chưa? Armenia in people with kidney failure đúng không? Đấy. Đấy. Nghiên cứu ở Trung Quốc này. Đấy, nghiên cứu ở rất là nhiều nơi này, ví dụ như bài này nhá. Đấy. Đấy, thiếu máu này. Thử thử xem là mình hỏi nó là cái tỷ lệ thiếu máu là bao nhiêu nhá. Tỷ lệ thiếu máu ở người suy thận là bao nhiêu? Đấy, ví dụ vậy nhá. Bôi đen này. Câu đây hỏi này. Đấy. Xem nó có thông tin không? Đấy, 51,5% đúng không em ơi? Tươi này đúng không? 51,5% đúng không? Xem trên này có bạn nào tự chủ bệnh viện để quản lý hậu môn nhân tạo. Thử thử cái chủ đề bệnh viện nhé. Tự chủ bệnh viện, cái chủ đề rất là quái đúng không? Rất là quái so với nghiên cứu, rất là khó đấy đúng không? Thế nhưng mà thử xem là có ai đó đã từng nghiên cứu về này không? Hospital autonomy đấy. Thế mình sẽ dùng từ khóa này nhé. Dùng từ khóa này xong mình cho vào đây nhé. Đấy, thì nó sẽ gợi ý, nó brainstorm mình ra các cái chủ đề liên quan đến tự chủ bệnh viện. Đấy, cho em xem trên thế giới người ta nghiên cứu cái gì không. Nó kích vào đây. Đấy. Thực ra là không có ý tưởng nào nó gọi là ngu ngốc cả. Đấy thì mình cứ nghĩ ra đã, thế xong sau đó mình sẽ test, mình sẽ lên trên mạng mình kiểm kiểm tra xem là cái thứ nghiên cứu đấy của mình nó có phải là cái thứ mà người ta đã từng nghiên cứu hoặc là không có ai nghiên cứu hay không, đúng không? Thì trong cái cuốn sách của tôi ấy, thì cái phần mà tìm kiếm tài liệu ấy, không biết các bạn nào đây, có một số bạn mua sách rồi đấy. Bạn nào chưa mua thì nên mua. Đấy. Thì là tôi có đề cập đến câu chuyện là khi mà chúng ta tìm kiếm, đấy, khi mà chúng ta nghiên cứu ấy hoặc là tìm kiếm tài liệu ấy, thì chúng ta sẽ có ba thứ. Đấy, nó có ba cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp phải. Trường hợp thứ nhất là một cái mà hoàn toàn mới, chưa chưa ai nghĩ ra, chưa ai nghiên cứu ra, à, chưa ai nghiên cứu. Đấy, cái thứ hai nữa là gì? Là cái vấn đề đấy là cái vấn đề vớ vẩn, đấy, chả ai quan tâm. Đấy. Và cái vấn đề thứ ba nữa là gì? Là chúng ta chưa biết cách tìm kiếm. Đấy. Thì hôm nay là cái hôm mà tôi sẽ giúp cho các bạn có thêm một cái cách mới để cho chúng ta có thể tìm kiếm. Cái này lâu quá nhỉ? Tự chủ bệnh viện là vấn đề lâu quá, lâu quá, lâu quá. Đấy, nó đang brainstorm mãi này, không thấy này, tìm mãi không thấy. Bệnh viện tự động không phải là chủ tự chủ à? Thế tự chủ bệnh viện thì tiếng tiếng Anh nó là cái gì? Autonomy là bệnh viện tự chủ mà, tự chủ bệnh viện mà, dùng từ này được mà. Thử thử xem Google Scholar nhé. Không, tự chủ cũng dùng từ đấy được mà. Xem nào. Đây này, autonomy and performance này.
Google Scholar đây này, nhìn thấy chưa? Cái Hospital Autonomy này, Experience in National Hospital này, Pakistan này, đấy. Có này, hiểu chưa? Hiểu chưa Phước ơi? À, hiểu chưa Nguyễn Đức ơi? Đấy, Hospital này, Autonomy. Autonomy là tự chủ bệnh viện, đúng. Dùng từ đây đúng. Đấy, cái này mỗi tội là cái thằng này nó không tìm ra được thôi. À đây này, ra đây này, nhìn thấy chưa? Đấy, cuối cùng nó cũng phải tìm ra chứ. Rất nhiều bài này. Đấy, thử xem bài mới nhất là cái gì. Đấy, 2018 này, Hot Leak View này. Đấy, thử dịch nhá. Một cái nhìn tổng thể về cái cách tự chủ bệnh viện ở các nước đang phát triển, tổng quan hệ thống, hay quá. Đấy. Nhận thức về quá trình thực hiện chính sách ở Pakistan, trường hợp cải cách quyền tự chủ bệnh viện, tự chủ quản lý bệnh viện ở Chile, những thách thức đối với nguồn nhân lực y tế. Đấy, ông nào hỏi cái này hay quá gì nữa. Đấy, Hospital Autonomy nhé. Đấy. Của ai nữa nhỉ? Thiếu máu, người suy thận rồi này. Ai nữa nhỉ? Xây dựng thư viện DNA. Xây dựng thư viện à? Xây dựng thư viện nhé. Thử xem. Đấy, thử xem. Đấy, xây dựng thư viện DNA. À, thử nhá, xem là ngày có tìm ra không. Mấy cái này tìm Google Scholar có gì nhanh hơn này. Đây này, có đây này. Nhưng cái này ở ở ở cua. Vành mũi à? Những cái chủ đề này là chủ đề mà ấy quá đấy, chủ đề mà nó gọi là hẹp quá ấy. Đây, dịch ra này. Cho đây này. Đây này, có này em này. Đấy. CDNA Library Construction này. Đấy, có các cái nội dung đấy. Nên mình tìm ở trên này thôi. Đấy, mình xem cho người ta nghiên cứu cái nội dung gì. Đấy, Outcome After này. Đấy, cái bạn mà tìm về cái đánh giá đau đầu sau sau phẫu thuật vanh mũi đấy, đấy có này, đánh giá bệnh dinh dưỡng bệnh nhân ung thư đại trực tràng, cái này chắc là có nhiều này, dịch này, thôi tự làm nhá, tự làm nhá, tự làm nhá, hướng dẫn thế thôi. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.